Ok, chào, xin chào các bạn, mình là Phước Béo và hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với Carrion, một cái tựa game mà mình là một con quái vật. Mình sẽ hấp thụ cả thế giới này. Bây giờ mình đi đâu nhỉ? Bây giờ mình quên là mình phải đi đâu rồi. Thì chỗ này mình chưa đi à? Peekaboo. À, đau. Đấy. Peekaboo. Peekaboo. À, fuck. Cái lúc này rồi, có thanh niên fuck. Oh yeah, it's me. Tôi đây mọi người ơi. Tôi đây mà. Ta là bạn mà đúng không? Đúng rồi. Ta hãy đóng lại. Yes. Không có gì đâu. Xin chào mọi người. Đừng để ý bạn ấy nhé. Bạn ấy mệt nên ngủ tí thôi. Em bắn bố à? Mình là bạn mà, chúng ta là bạn mà. Tại sao các bạn còn lại bắn mình? Sao còn lại bắn mình? Chúng ta là bạn mà. Ôi dồi, chúng ta là bạn mà, phải không? Chúng ta lại giết nhau. Game này vẫn vui các bạn à. Mấy các bạn nghĩ sao mình thấy game này vui phết. Nhảy giống ra ngoài nha, ra ngoài nha. Xuống đây có đường nè. Hello, có ai đây hiểm? Woo. Ok. Cái này là gì đây? Cái đó bật cái đó à. Hai cái luôn. Đây vậy. Mình một cái thôi. Rồi nào. Thần điện, chết mẹ thần điện. Thật đi. Đó nè, mình ok. Mình cho một quả bom dính vô người mình trước nè. Boom. Oh yeah. Giờ mình quay lại nó. Tắt cái này. Ok, giờ mình có hai đường. Là có một đường nữa qua đây. Lên đây, ăn cái này. Các bạn thấy game này thế nào? Rất là kinh dị đúng không? Kinh dị phải. Đó, phải vậy chứ. Cái nào? Khi mà một con quái vật có thể ăn thịt bạn và trở thành bạn, nghe kinh dị phết. Đây chúng ta có gì bên này đây? Ok, nhìn bên đây nha. Wow, chỗ này có vẻ nguy hiểm nha. Mình có hai lựa chọn. Bây giờ mình phải bật công tắc ở đây trước kìa. Giờ mình quay về không được. Giờ mình quay về không được, nó không cho mình quay về. Để sao đi ta. Mình muốn đây cái thứ này này. Nhưng mà không làm được. Kìa nó bắn đầu lắm, nên phải làm gì ta? Mình tưởng nó làm được chứ. Pháp. Lên đây cưng. Anh ở trên đây nè. Lên đây.
Trên đây có quà ngon, trên đây có quà ngon. Nóng lên đây nhỉ. Nan giải nhất mình xuống này mình gặp khẩu súng này mình phải qua khẩu súng đó qua này mình mình bật khiên được mà chơi luôn phát khiên chứ cũng kích mày rồi chết mày này bài luôn khiên không xài được thì bổ xài cái khác đây cưng. Lên đi cưng. Lên đi cưng. Rồi, một cú. Đường đã mở là ngon. À mình có khoảng hai cái đó. Đợi kia đi ra. Ôi vô. Cái gì vậy? Cái gì vừa giật điện mình vậy? Nó chạy vậy. Mọi người chạy không kịp. Cái này mở được chứ. Chơi ngu rồi. Bây giờ mình biết rồi nên giờ mình phải giảm nồng độ virus của mình xuống vậy. Rồi tắt cái kia. Thực tế là mình cũng có thể gọi là gì ta điều khiển trí óc của tụi kia rồi mở cái hộ mình nhưng mà mình làm không được khó quá rồi chơi điểm tí rồi hai chế rồi nó tắt một cái rồi rồi bây giờ là tăng hình. Ê cưng, lại đây. Mẫu văn tứ tung. Dùng cái này đập nó, dùng sát người để đập nó. Rồi lên. Yeah. Tình trạng. Rồi, mình chắc xong hết rồi nên mình nhập vào hình được. Phát bị phát hiện rồi. Ai không? Ok hết như vậy thôi. Cái tụi này để lấy lại sức sống. Ok, có vẻ ổn, tiếp theo thôi. Mình quay trở về đây à, ok. Tại sao mình lại quay trở về đây? Đúng rồi, tại sao mình lại quay về đây? Giờ mình đi lên đây nhỉ? Mình đoán nó vậy. Nhiều khi mình đâu nhớ đường đâu. Mình chui về đây à? Rồi trên này có holy shit. Mình cần phải nhập thêm một đứa. Bố đã sống lại mạnh mẽ hơn xưa. Mình không bị phát hiện kìa, ngon. Chỉ dùng thằng này làm mật thám cũng được đó nha. Mình phá cái kia. Nào, đây có gì không? Mật thám chút đi em.
lên, 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 cố lên, cố lên. À, mình phải qua đó. Rồi, ok. Có một cái... bây giờ mình đục vô radio là đám kia phát hiện nè. Nên là... ấy sao cái này là có hình con chó ấy. Có hình con chó nè. Mình mà đục vô la che này là có chuyện nè. Mình muốn tăng hình mà qua đây vãi. Chắc không được rồi. Vô. Vô. Tụi bay nghỉ, tụi bay lại. Tụi bay nghỉ, tụi bay lại. Mình chưa đây nha. Hello. Whee! Whee! Chui vô, chui vô. Chạy. Chui vô. Ai la 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 la. Rồi mình phải giảm nồng độ của mình xuống một tí rồi. Rồi Watcha. Ê, từ. Ừ. Woo. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Ê, chỗ này mình vô được. Oh yeah. Rồi, thêm cánh cửa. Còn một cái nữa là ok nhé. Oh, hello. Oh, mày muốn lái cái con này ghê nha. Rồi nào. Mình nghĩ chắc mình lên đây nè. Để cái thân xác mình đây, sẽ nhập vô thằng này rồi xuống xử lý con robot nha. Yep. Để. Nhập vô thanh niên này. Đợi thanh niên nó qua đây nè. Thanh niên nó không qua à, vãi vậy. Rồi, bổ bên này. Ok, thanh niên này xuống phun lửa phải không? Phun hết tụi nó cho bố. Nào. Đúng rồi, đi vô cái đóng lửa đi. Đồ tụi nó không bị dính à? Nó không bị gì hết à? Đồ, bại game. Game. Phải con game. Con lửa này sao? Cháy được không? Không để cháy được. Phắc. Rồi, cái chú xài con robot đấy. Giờ sao ta? Mình khó hiểu quá. Rồi, ok các bạn đợi mình. À, nó đây rồi. Ồ oh yeah, vô thôi. Yeah. Mình thấy là ra ngoài chưa không biết. Đúng. Ok, lại thêm một khu nữa. Ok, ok, để coi nào. Ủa, cái này gì giống bên ngoài vậy? Mình quay về chỗ cũ à? Yeah, mình tách
tách hai phần của mình ra coi thế nào, xuống đây coi thử ra. Oh, hello. Oh, đừng khóc mà, làm vậy mình buồn lắm á. Control room là phòng phòng điều khiển hả? Phòng điều khiển mà để có đến có người bảo vệ gì? À, ở đợt phát mình hiểu rồi. Đây là cái bảng nói cho mình biết là những nơi mình đã từng đi qua. Và đây nè, ví dụ như Seal Grid là 100%, có nghĩa là mình đã hoàn thành nó. Biosample Slot là mình bị mất 50% cơ thể bản ở đó. Còn đây là Contaminant Unit là cái DNA virus của mình á, cái thứ mà mình dùng để nâng cấp cái con quái vật này. Thì cái này được mở khóa có nghĩa là xong. Và cái mini do là mình đã hủy diệt hoàn toàn. Còn mấy cái này chỉ là ấy thôi, có nghĩa là nó giống như một cái bảng status cho mình biết vậy á. Vậy đi ha, nó dạng vậy. Ok, mình đã hiểu rồi. Mình diễn ra tụi bay đi, chứ để tụi bay làm đây là chi cho khổ vậy. Lương có cao đâu, còn làm việc muốn chết nữa. Nên là mình sẽ sẵn giải phóng cho các bạn ấy. Lương thì không cao, mà còn phải làm việc cực lực với bởi mấy thành niên. Làm, nghĩ đi. Phải qua đó, xuống đây. Ok, xuống đó thử coi. Cái này chắc vậy hả? Wow, hàng xịn, hàng xịn. Mình quay về đây à? Chắc mới có lý do nó mới cho mình quay về đây chứ nhỉ? Đó là lý do mình nó cho mình về đây à. Vãi. Ở đây nhiều người quá nha. Cho bé đi nè, tránh đường cho bé nào. Nhìn cho bé đi nào. Tránh ra nào. Mình chết cứ tránh ra chứ có phải nhoi nhoi. Rồi ok. Đông đông thế nhỉ. Quay đông phết. Đúng rồi, sợ hãi đi. Hãy sợ hãi đi. Hãy sợ hãi bố đi. Mình quay về đây rồi. Mở đường của người chắc. Vào à, là nơi chứa đựng những cái vật thể hả? Dạng vậy. Là nơi chứa cái phòng thí nghiệm mà đồ ấy. Cho mình về đây chắc là để lượm thêm đồ ấy. Ồ, chỗ này mình chưa qua đi à? Phải. À, hello. Làm sao để mở đây? À, mình cần phải có dấu vân tay à, ok. Cho anh mượn cơ thể chủ một tí nha. Mượn cơ thể chủ một tí xíu thôi. Yes, đúng rồi, mở ra cho bố. Nhiều ít vậy, vậy thằng này không phải hả? Không phải thì chết đi. Rồi, đến lượt chủ. Đến lượt chủ.
phải luôn à. Rồi, đủ được rồi nè. Không được luôn. Mấy chú còn làm ăn được cái gì nữa. Muốn lấy cũng khó quá hề. Ok, không lấy được thì thôi. Mẹ đi đường khác. Ngại gì nhờ. Biết gì đường. Thấy có một cái đường nào ở đây. Qua đây để nó. Ngon. Go đây. What? What the fuck? Giờ mình là một quan chức cấp cao à? Holy shit mẹ. Wow. Giờ mình là một quan chức cấp cao. Có nghĩa là mình có thể giả làm người luôn. Ok. Ngon. Giờ mình có thể thoát ra khỏi đây không? Thử nào. Rồi mình có thể điên đó hoặc là điên này. Mình qua này trước thử coi. Sao chỗ này nhìn nó tan tành sơ mướp vậy. Mình có thể đi qua đây xuống đây à. Ok. Sao chỗ này tan tành vậy. Mình gây ra cái đám này hả ta. Ra là vậy. Wow, cái game này là mình phải nói là phải wow lên luôn. Cái game này mình nói thiệt là mình rất là khó hiểu nhiều thứ mà đồng thời cũng ngạc nhiên nhiều thứ luôn á. Coi như là thanh niên giải dạng làm người luôn. Bây giờ mình ra ngoài. Sự tự do. Hạnh phúc. Mình ra ngoài được rồi. Oh, wow, carry on. Và con quái vật đã trốn thoát với hình dạng người. Wow, vậy là hết game rồi. Con quái vật đã trốn ra được bên ngoài. Không ai có thể ngăn cản được nó nữa. Mình tưởng game còn dài lắm chứ là gì hết rồi. Vậy là hết rồi các bạn. Mặc dù mình cũng đoán được kết cục. Mình cũng đoán được kết cục là cuối cùng con quái vật này sẽ thoát ra ngoài. Nhưng mà chỉ vậy thôi, không có đoạn sau nữa người ta. Các bạn tưởng tượng coi. Con quái vật mà thoát ra thì các bạn sẽ như thế nào. Biến thành các bạn. Và trở thành các bạn. Không biết còn ending nào khác không nhỉ. Bây giờ mình đang suy nghĩ lại với cái những cái mà hồi tưởng ký ức với lại con quái vật. Bởi vì các bạn biết không là
mình nhớ cái lúc mà cái ông tiến sĩ á, ông vô một cái nhà phòng thí nghiệm nào đó và ông đã trở thành một con quái vật và bước chân ra ngoài, vừa bước chân ra ngoài là bị quân đội bắn bắt giữ. Thì mình nghĩ cái câu chuyện như thế này là những cái thứ mà mình chui vô á, chắc phải nhờ Phước Béo để giải thích nữa, những cái bộ máy á mà mình chui vô xong rồi tự nhiên có một cái giống như kiểu ký ức vậy á, chả sắp xếp sao đây ta. Nói chung là thế này, thì cái này liên quan đến thời gian nữa, thì mọi việc không phải bắt đầu từ lúc này mà mọi việc con quái vật này được sinh ra từ trước đây rồi. Có nghĩa phần trước đây á, là con quái vật này ở dưới một cơ sở thí nghiệm và có một nhóm thí nghiệm đã đến và kiểm tra, nói chung là lấy mẫu và nó rất là an toàn. Thì cái ông tiến sĩ ở trong ký ức á, là ông đã trở thành một con quái vật và khi mà ông bước ra chân ra ngoài là đã bị quân đội bắt giữ các kiểu, quân đội đã tiêu diệt được con này và bắt đầu nó bắt về, nó dạy như là nó phân rã từng bộ phận ra, giống kiểu phân thây á, từng bộ phận, từng cái DNA của con quái vật này ra và nhốt ở trong một phòng thí nghiệm khác ở trong thành phố. Chứ trước đây là con quái vật này vốn là ngoài thành phố trong một cái phòng thí nghiệm khác. No Human, cái gì mình vừa chưa đọc kịp No Human gì vậy? Mình cần để sketch hả? Và hết rồi. Cái gì? Demo hả? What the hell demo? Thì như mình nói đó là có hai phòng thí nghiệm đi, nói chung là có hai phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trước đó là con quái vật này vốn ở đó và nó đàm hoàn toàn rồi, và một đội thí nghiệm đã đến cái chỗ đó, và sau đó con quái vật đã chiếm cơ thể của cái ông tiến sĩ chức cao nhất đó và ông đi ra ngoài thì gặp quân đội các kiểu, quân đội đã phát hiện ra đó là con quái vật và giết nó, khử nó rồi đến nó, xong rồi gửi con quái vật này đến cơ sở thứ hai, là cơ sở này đây. Cơ sở này nằm trong thành phố và cơ sở trước là nằm ngoài thành phố, cho nên nó khác nhau ha. Đó, bây giờ đang ở cơ sở thứ hai và hồi nãy mình lấy được cái DNA là mình trở thành cái ông tiến sĩ trước đó, và cái ông đó là ông chức cấp cao nhất. Ông là một vị có chức cao nhất ở trong cái cơ sở này, cho nên là ông có mọi quyền lực và biến thành cho mình suy nghĩ một chút đã. Và bây giờ nó lại trốn thoát một lần nữa. Kiểu vậy á. Bây giờ con quái vật này trốn thoát thêm lần nữa. Rồi thì mình nghĩ chắc xong rồi nha. Giờ game này hoàn toàn xong rồi, mình đã hoàn thành nó. Mình không biết còn ending nào khác rồi, nhưng mà chắc ending nó là tốt nhất rồi. Mình thoát ra khỏi đây và trở thành một con người bình thường như bao người khác. Đó, vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn xem được Béo. Đây là Carry On, mình đã hoàn thành nó và rất là tuyệt vời. Mà từ trước khi nghĩ mình muốn thử cái demo này một chút, là coi cái demo nó như thế nào. Từ mình đi. Vậy là đây là demo, đây là bản demo. Bởi vì demo nó khác với bản chính nha, demo là nó để coi này. Nói chung là để coi nè, để coi demo nó như thế nào đây. Hello cưng. Đợi mình chút để mình coi demo này như thế nào. Chứ mọi thứ chưa kết thúc đâu. Hello. Đường đó mình chưa đi được à? Đi ngoài.
Không biết các bạn demo này có liên quan gì không nữa. Đù mà mày mà mình lao thẳng đây. Rồi demo này hoàn toàn khác luôn. Mới vô mà vải trưởng thế này thì đúng là vải thật. Úi giời, nó vẫn bắn trúng mình. Vải trưởng. Ơ tự nhiên mình có skill ngon vậy. Wow. Mình có skill ngon vãi trưởng. Quá đơn giản. Ồ, cái này ngon này. Mì đã gặp quá nhiều trường hợp thế này. Mình có thể lao ra cái tường rồi. Đấy. Nói chung là bản demo nó rất là nhanh. Hoàn thành nhanh hơn. Gỡ hết mấy cái đường nó ra đã. Ôi giời, đó mình mà chơi nhanh là nó sẽ như thế đó, con quái vật nó không nhân từ đâu. Này thì bắn bố này. Ok. Đường này thôi. Ồ, mình chở thằng con nói được luôn à, ngon. Rồi nó mở đường đó. Ok. Ôi giời anh ơi, bình tĩnh anh ơi, đâu rồi, mình đâu rồi? The fuck? Ơ được, bây giờ mình lại như thế này. Game nó phát triển nhanh quá, mình không biết làm gì luôn. Đợi cái này xuống này, phải ăn xác mà là cái này này. Đấy. Ok. Phá hết cho chắc. Rồi, nước lên hay sao đó. Quách nó đóng lại. À cái đó mở ra. Ok. Cái chỗ này. Ok. Chơi luôn. Chơi hết tụi bay luôn. Rồi, nước dâng lên. Cái gì? Ôi giời. Bay chi cho mệt. Và luôn. Hello. À hello. Ủa oh, trời. Rồi giờ mình. Rồi giờ mình có cái gì đây. Đây hả. Ủa đâu phải. Ta muốn vô đây. Ủa không vô được à. À mình tưởng chuẩn bị có thêm skill mới. Mình không vô đó không được. Ơi. Đây. Ô về. À giờ điên nào ta xuống điên nào nhỉ? Xuống đây hả? Mình không nhớ được. Để nhớ được.
Yo. Yo, bình tĩnh nào vô. Mình không biết đi đường nào. Vô đây thử coi. Oh, hello. 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 Thịt ngon, thịt ngon. Oh, buffet, buffet. Đây là tiệc buffet đấy. Đây là một buffet luôn. Cái này bắn bố ấy. Cái bắn bố à? À. Thằng như này chưa chết à? Cái bố này. Rồi, tiệc buffet. Tiệc buffet rất tuyệt vời luôn. Mình chả biết mình đang đi đâu nữa. Gây mị quay trở về đây rồi. Đây rồi. Bố chạy rồi. À để, đó là demo rồi. Rồi cuối cùng mình đã hoàn thành demo game chính và ấy. Rồi. Cảm ơn các bạn xin được phục béo. Đây là Carry On. Game rất là tuyệt vời. Và mình không có gì để nói nữa. Mình chỉ muốn hỏi các bạn là các bạn cảm thấy sao khi mà các bạn làm một con quái vật. Bạn... Ồ, nó đi theo cái con chuột của mình nè. Wow. Ok. Đó, vậy thôi. Carry On. Một con quái vật đột lốt người. Và đâu đó ở ngoài kia cũng có thể đây là game. Nói là sự thật. Có, cũng có thể là có một con quái vật nào đang giả dạng một con người ở ngoài kia. Các bạn cảm thấy giải thích như thế nào? Rung rợn. Rồi. Và bèo out các bạn. Gặp lại các bạn ở video sau. Like, đăng ký, chia sẻ đang cho đàng hoàng ha. Bye bye. Chào chào.